Uh, ok tôi muốn chia sẻ một chút liên quan đến uh, podcast của Rio Ferdinand hôm qua ấy, ở trên Vibe Five thì Rio Ferdinand chia sẻ về cái uh, cái thông tin là Roy Keane cái thông tin ấy là Roy Keane không hài lòng với Bruno Fernandes và muốn tước băng đội trưởng khỏi Bruno Fernandes ok và reaction đầu tiên của Rio Ferdinand ấy là không đồng tình và cái đấy cũng y hệt như tôi tuy nhiên nhá hôm qua nhá nếu như mà các bạn xem cái phần comment ấy ở trên cái video hôm qua livestream hôm qua ấy thì cũng có một số bạn không đồng tình với tôi cảm thấy là Bruno hoàn toàn là không phù hợp để làm đội trưởng của Man United không có câu trả lời đúng ở đây cả và khi mà các bạn tham gia về Devils ấy các bạn phải phải ok với cái điều đấy các bạn phải ok với cái điều ấy là ông Hiếu có thể nói những cái thứ mà các bạn không thích nghe Rio có thể nói những cái thứ mà bạn không thích nghe Roy King có thể nói những cái điều mà bạn thích nghe Kyrieger có thể đôi lúc nói những cái thứ mà bạn thích nghe và bạn không thích nghe Và tương tự như là Gary Neville cũng thế đúng không Và Host, Trứng Tam, của Đỏ, Trình Chiêu vân 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 Họ có thể nói những điều mà bạn không thích nghe Và cái thế giới này nó quá phức tạp để à bất kỳ ai lên trên này nói bất kỳ câu nào ấy là đều đồng tình và đúng những gì mà bạn muốn nghe cái sự thật ở đây ấy, là đối với tôi ấy, Bruno Fernandes vẫn nên là đội trưởng của Man United tại vì mùa giải trước chúng ta thấy rất rõ là những gì mà Bruno làm được ấy cho cái câu lạc bộ này ấy, thực sự ấy là là làm sao là captain material chất lượng và những cái phẩm chất của một đội trưởng đúng không Steve Hansen ấy là một uh, như kiểu như là một fan rất là nổi tiếng và một như kiểu một KOL về Man United ở bên Anh này này trong cùng một cái podcast đấy là bạn thân của Rio Ferdinand nhớ, Si Housen cũng bảo ấy bản thân Roy Keane ấy cũng như thế chỉ là cái cách mà Roy Keane làm ấy nó có thể được coi là manly hơn đúng không nó nam tính hơn uh, cách Roy Keane nó kiểu gào thét kiểu mạnh nam tính hơn là Fernandez như kiểu như là ăn vạ kiểu như thế mà nhưng mà Roy Keane thì cũng vung tay Roy Keane cũng vùng vằng Roy Keane cũng cãi nhau với trọng tài và đôi lúc ở cái thời đấy ở à, Roy Keane đôi lúc làm những cái điều ấy mà có thể nó cũng không tốt nó không phù hợp với với câu lạc bộ và cái tình thế ở thời điểm đấy nó cũng không hẳn là đem lại cái lợi ích cho cho đội bóng ở cái thời điểm đấy nhưng mà Roy Keane vẫn làm cái sự thật ở đây ấy là làm sao Roy Keane thắng nhiều giải hơn có nhiều cầu thủ chất lượng quanh mình hơn và được Sir Alex Ferguson đào tạo Và có một cái phòng thay đồ Nó nề nếp hơn Còn cách mà Roy Keane hành xử ấy Cũng không khác Bruno là mấy đâu Và cái này cũng giống như cái ý của tôi hôm qua đúng không Tôi đã bảo rồi Là mùa giải trước ấy <laughs> Mình thắng Carabao Cup Mình xếp thứ ba, Mình được top 4 Mình được vào Champions League Tất cả vui vẻ Hỉ hả Đúng không Chả ai nói gì Bruno cả cái thời điểm mà Bruno được phong làm đội trưởng ấy chả ai có thể phản phản bác được cả không ai có thể phản biện được thế vì nó sao ở cái thời điểm ấy mà mình tước băng đội trưởng Harry Maguire ấy và phần lớn nếu bạn là một fan Man United thực sự nhá chứ bạn tôi không nói gì đến những anti fan này cái gì ở đây cả nếu bạn là một fan Man United thực sự ấy không có ai ấy mà bảo ấy là Harry Maguire xứng đáng làm đội trưởng của MU cả ok đừng có mà vào đây troll những thứ oh, Harry Maguire thật ra là xứng đáng mà lắm không có chuyện đấy đâu một okay. 99 là đều thống nhất là Maguire không xứng đáng thì cái thời điểm ấy mà mình quyết định ấy là ai xứng đáng hơn ấy với những gì mà Bruno làm năm ngoái và coi như là đội trưởng trên sân luôn đi chả có ai ở đây ấy phản biện cái việc ấy là Bruno phong được phong làm đội trưởng ấy là một điều tồi tệ cho câu lạc bộ chả có ai nói thế chỉ là bây giờ các bạn react theo mặt cảm xúc các bạn react theo cái kiểu uh, gọi là làm sao Phản ứng Phản ứng lại vì kết quả không tốt Phản ứng lại vì chuỗi những cái trận đấu mà không thuyết phục Phản ứng lại vì màn trình diễn tồi tệ Nên bạn bây giờ mới muốn đào bới ra những cái lý do Và bạn mới lôi Bruno Fernandes ra Là người mà không có tư cách làm đội trưởng cho Man United Bạn mới gọi là cùng side với Có nghĩa là bạn cùng đồng tình với Roy Keane Bản thân Rio Ferdinand ấy ở trên Wifi và cũng nói luôn đấy là đấy là những cái reaction nhất thời và ai cũng như thế kể cả tôi cũng như thế khi mà ngồi ở trong trường quay sau một trận đấu thua ấy mà cảm thấy bực bội trong người ấy, đôi lúc sẽ có những cái reaction nhất thời và bùng bột kiểu như thế và cái này đúng là những gì y hệt như những gì mà tôi đã react hôm qua đây y hệt như những gì mà tôi đã react hôm qua tôi đã bảo ấy là làm sao đây là một cái phản ứng mà rất là reactionary một cái phản ứng nhất thời và thực sự ấy là làm sao là nó rất là thiên về mặt cảm xúc và bồng bột của Roy Keane. Bruno ấy vẫn vẫn xứng đáng làm đội trưởng của Man United tại vì tôi bảo rồi khi mà mình liệt kê tất cả và bản thân Steve Howson và Rio cũng bảo thế với nhau. Bảo bên Roy Keane nói như thế là Vậy ai? Ai làm đội trưởng? Chả có ai cả làm đội trưởng. Chả có một ai làm đội trưởng mà bây giờ có thể thuyết phục được phần lớn fan base cả Bây giờ bạn chọn bất kỳ một cái tên nào đi chăng nữa ấy, Bạn cũng chỉ là thiểu số thôi Những người ủng hộ Luke Shaw làm đội trưởng ấy thì khó Phần lớn đa số không ủng hộ Luke Shaw làm đội trưởng Những người mà ủng hộ Licha làm đội trưởng ấy Có phần lớn fan base không ủng hộ Licha làm đội trưởng Lật nhà lật nhặt Lít nhà lít nhít được khoảng bao nhiêu 2, 3, 4, 5% fan base chọn từng cầu thủ một như thế này đây Để tìm được giải pháp trong khi đấy à Bruno Fernandes vẫn là cái cầu thủ ấy mà nói gì đi chăng nữa bây giờ phải vote đấy chọn một cái tên đấy thì à Lịch Nha Lịch tất cả những cái tên kia được khoảng 2 3 4 5%. Còn lại Bruno chắc chắn vẫn 30 40% thôi. Thậm chí có thể lên tới 50%. Fan base bây giờ vẫn ủng hộ Bruno làm đội trưởng. Đấy là cái điều mà làm sao? Đấy là cái điều mà các bạn phải chấp nhận. Những người mà không thích Bruno các bạn phải chấp nhận tại vì không có alternative không có một cái lựa chọn nào khác ngoài kia, hiển nhiên rõ ràng ở đây cả. Đừng có mà react theo cái kiểu tôi thật à, tôi thật tôi mà kiểu nghĩ theo kiểu như các bạn ấy mà tôi lên trên này à xong rồi mỗi ngày mà tôi lên trên này mà tôi cứ react theo kiểu bồng bột rồi kiểu như là reactionary kiểu như thế. Có nghĩa là sau trận đấu à phản ứng và phải thay đổi một cái gì đấy và phải cố nhồi nhét một cái sự thay đổi gì đấy à? Là cái kênh này chắc <laughs> chắc uh, chửi nhau bét nhẹ luôn Phải có một cái sự bình tĩnh Và phải có một cái sự Đối với tôi ấy, phải có một cái sự bình tĩnh Và phải có một cái nhận định mà nó phải là phù hợp Và nó phải Nó phải làm sao? Nó phải nó phải có một cái sự gọi là cân nhắc Kỹ lưỡng ở đây Và Rio hôm qua cũng nói một cái ý mà tôi thấy rất đúng Đó chính là làm sao? Bây giờ à, với cái tình con Jun thất tình như thế Anthony như thế Chuyển giao câu lạc bộ như thế đây Rất nhiều drama này đây Xong xoay quanh câu đoạn, tạo nữa tôi chuẩn bị chia sẻ với các bạn một drama nữa của ông Giao Muống nhé. Chuẩn bị một drama nữa của ông Giao Muống này. Thì làm sao cái việc thay đổi đội trưởng ngay giữa mùa giải ngay đầu mùa giải như thế này đây nó đem đến nhiều nhiều những cái sự tập trung của truyền thông, sự soi mói của truyền thông hoàn toàn là không cần thiết, hoàn toàn là không cần thiết ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại ấy, mà làm như thế à truyền thông nó lại soi nó lại bới lên. Nó hoàn toàn không cần thiết cho Eric Tenak bây giờ Eric Tenak phải biết quản lý truyền thông Và đừng có mà bồi thêm Đừng có mà nhét thêm những cái câu chuyện Mà mình cảm thấy không cần thiết Để cho truyền thông viết Và làm... Gọi là... Làm loạn lên Để làm cái gì cả Rio nói một cái rất đúng Rất chính xác Ok Rất rất chính xác Và những gì mà Rio nói tôi hoàn toàn... Hoàn toàn đồng tình Hoàn toàn đồng tình Roy Keane chắc chắn là xem lại và sẽ thấy là cái nhận định của đấy, nhận định đấy của mình ấy là một trong những nhận định mà có thể gọi là không tốt của Roy Keane ở trong sự nghiệp. Chắc chắn. Nhưng mà Roy Keane chắc chắn là sẽ không lên truyền thông và nhận điều đấy. <laughs> đấy là hai cái này là hai cái khác nhau. Ok. Roy Keane ấy xem lại ấy và sẽ tự nhủ bản thân ấy là ok rồi, cái nhận định đấy thực sự ấy là không phù hợp. Và làm sao sẽ không không phải là một cái nhận định quá chất lượng đến từ một phân tích viên. Nhưng mà Roy Keane sẽ không bao giờ quay trở lại Sky Sports và bảo ấy là làm sao tôi đã tôi đã nói sai và tôi đã nói quá sớm. Roy Keane sẽ không nói thế. <laughs> Tin tôi đi, Roy Keane sẽ không nói thế. Roy Keane sẽ tiếp tục uh, hoặc là không đề cập đến chủ đề hoặc là đến khi mà cái chủ đề này được đưa lên ấy thì Roy Keane sẽ bảo vệ cho bằng được cái quan điểm của mình thôi. Thì đấy là bản chất Roy Keane rồi, nhưng mà tôi 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 tôi, tôi thiên về uh, Real Ferdinand trong trường hợp này. Okay. không phải là nhận định nào của rio tôi cũng đồng tình đúng không nhưng mà nếu như mà mình xét về đúng cái khía cạnh này thôi chả có việc quay gì bây giờ phải lo đến cái việc mà đổi đội trưởng làm cái gì